Nói gì nè, hôm đó con có nói gì không khi mấy chú lại hỏi á? Là có nói đâu, đâu có nói là nói một câu gì, nói à, sao con khóc con nói đi, ba là thương mẹ gì đó là nhiều, nó đặt kêu là có con tôi nói một câu cho má nó vậy thôi. Dạ Thanh Liêm chào cả nhà nha. Thì sáng hôm nay Thanh Liêm cùng với mấy anh em lên Châu Đốc để tìm lại chú Hai Gia Trai. Đó là người đàn ông sống dưới một cô vợ trẻ tại khu Mỹ Đức thuộc thành phố Châu Đốc này quý vị, để chia sẻ cho cả nhà cùng theo dõi nha quý vị. Bây giờ Thanh Liêm cũng mới vừa đến đây, thì mời cả nhà cùng với Thanh Liêm đi vào bên trong nha quý vị. Vừa đến đây nè, đường vui nhà chú đó. Bề bối tùm lum la hết trơn. Quá trời luôn rồi. Cách đây không lâu thì Thanh Liêm cũng có ghé đây chia sẻ với cả nhà xem về cuộc sống của chú ở nơi này hơn một lần rồi quý vị. Cũng lâu rồi mới có dịp quay lại đây này. Xung quanh đây chú ở nè, bồ mã không nè. Lúc trước là khi mình ghé đến đây đó, chú cũng có chia sẻ về cái câu chuyện tâm linh nơi cái cây còng này đó quý vị. Khi mà chú thấy là người cõi âm, nguyên cái bóng người cõi âm mà xõa tóc dài và mặc nguyên cái bộ đồ màu trắng đó mà treo lơ lửng ở trên cái nhánh cây đó đó quý vị. Đó, không biết quý vị còn nhớ cái video đó không nữa. Ngày hôm nay Thanh Liêm quay lại đây nè để chia sẻ cho cả nhà cùng theo dõi ha. Ở đây là một cái nghĩa trang cũng rất là lâu năm rồi, bây giờ nó cũng hoang tàn lắm, cỏ cây mọc tùm lum mới quý vị. Đây nè, ở trong cái nghĩa trang này cũng là có người thân của chú Hai Gia Trai được nằm yên nghỉ tại nơi đây không quý vị. Đó, theo những cái câu chuyện tâm linh tại đây á, thì chú chia sẻ rất là dữ dằn và đặc biệt là cái bụi tre nó cũng vậy đó. Và chú nói là ngày xưa là rất là chú thấy hoài à. Đó, thì giờ Thanh Liêm cũng xin chia sẻ lại cho cả nhà được tiện theo dõi ha. Lúc này cũng còn sức đầy đủ, còn khá gu à. Trước ha. Trời. Sao gâu là không... thấy chưa gâu... có mất mát gì chỗ nào hết trơn á. Gâu với tóc thấy hơi dài nè. Ừ. Cũng dài dài hoài à. Dài dài thì ra đều đều vậy. Đây dài chỗ nào cũng dài chăng hay gì? Ừ, chỗ nào cũng dài hết trơn á. Mà có cái trên nó chưa có bạc nó còn đen hoài. Rồi bữa nay là nghe nói có là... ai điều ai cũng hỏi hết trơn. Nó ông nội này ngộ à. Mình để ý nha, ổng nhộm á gì á. Tôi nó đâu có nhộm. Đâu có đời bây giờ mà không ra tiền nữa mà lo vợ lo con lo gạo lo thóc lo muối lo ăn nữa. Nhậm mà ông nó nhộm nhộm cái gì? Đó ông nó chơi hoài. Tôi nói thiệt ông An Minh, ông nói thiệt tôi coi. Bộ ông nhộm cái gì? Tôi mới đầu ông còn bạc cái đó, chưa có bạc mà gâu ông nó bạc hết trơn. Trời, cỡ này nghe nói có vợ mới hả? Đâu chứ có. Gái trẻ hả? Chưa. Sao mà nghe nói người ta đồn đồn cái đó là thằng Tâm nó mới quay đó, rồi mới lên YouTube mà ở sớm tao mới hỏi tôi kìa. Ta nói vậy là ta gài mày đó. Còn cái YouTube mà yêu cầu người ta nói là tao bình luận ta nói lại là tao biết ở sớm là tao nói là con của nó. Chứ không phải là con nhỏ này đâu mà vợ nó. Có vợ trẻ đâu. Sao nghe nói vợ trẻ gì kìa? Tại thằng đó nó gài nói cái thằng ở sớm này nè, chỗ nhà tường đây nè, nó mới hỏi tôi ngày hôm qua chiều nè. Đâu con gái vô đây nè. Đó là con đó ha, chứ không phải là ấy con, ha. Nè là vợ nè. Còn này con nhỏ này út hết nè. Con gái nhỏ này ra đi con. Con qua đây nè, con áo vàng qua đây nè. Đây là con gái chứ không phải là ấy ha. Gái lớn đó. Rồi sao mà lên mạng nói kỳ á? Lên mạng cái đó là nó nói là bình luận người ta nói luôn á, còn cái những người mà ở xóm bình luận ta nói lại á, ta nói coi là ta nói lại là trời ơi mấy ông ơi hiểu lầm rồi, cái này là con của nó. Chứ không phải là con vợ mới đâu. Sao nó quay nó nói kỳ ta? Cái đó ai nói? Nó ban ngày là vợ, ý ban này là con, ban đêm là vợ. Rồi. Cái ông này ông nói tôi nè, nó ông Minh. Ơi. Tôi nói ông nghe nè, tôi mới mở ra mới quay vậy nó. Thằng Hải đúng không? Hải Lùng đúng không? Không biết. Cái thằng mà thấy coi là gì đó. Nó mà có gì không? Không. Rồi nó gà vô mình chưa có nói câu đó đâu, là có con vợ mới rồi nữa, không có nữa. Có vợ mới không? Không. Rồi có con vợ tôi ngồi bên nè, lên dặn là ai? Nhỏ là con. Gái ruột á. Gái ruột á, là gái lớn hết á. Gái lớn là cũng như mình chết, nó kêu thứ hai không chịu mà chịu rồi, tại vì nó tôi có vợ tôi có đứa con đó, bắt mẹ nuôi con luôn á, là đặt nó là kế luôn là thứ ba.
Còn mình dài con của nó với vợ tôi là thứ hai, là mình kêu khi tục vậy luôn đó, biết không, kêu nói luôn. Làm như vậy hồi nữa là con gái anh nó không có tốt, tội nghiệp nó. Thì bởi vậy đúng cái thằng đó không, mới quay tôi ngày qua kia nè, ngãi á, nó mới nói tôi câu đó là đâu có biết trong đó gài cái gì. Tao mới nói là thằng ngày qua ở xóm đây nó mới nói tôi nè, nó Minh, nói gì nước nội bộ mới quay ngày qua kia vậy. Tôi nói con nhỏ gái ông cũng nói là một hai là con, nó đâu có trời, nó kêu con tôi lên là nói là con thôi chứ ai có nói là gài vợ mới đâu, là có con vợ tôi ngồi kế bên nữa, đâu có vụ đó. Trời ơi, ngày hôm qua nay là trên mạng dậy sóng hết trơn á. Rồi, chú Minh có vợ trẻ. Rồi, mà dậy sóng thì nói vậy, tôi dễ gì có không ơi, hồi nào giờ? Ngày làm cha, rồi đêm làm vợ gì đó. Đêm làm chồng, ngày làm cha, đêm làm chồng. Ngày làm cha, đêm làm chồng. Trên mạng dài là đang dậy sóng vậy đó. Cái thằng sớm nó tôi về nói đậu ban đêm á. Thì ban đêm á, thì công nhận ban đêm thì đậu ban đêm thì vợ cái gì á, ban ngày vợ gì á, không biết. Rồi ban ngày con nó chết mẹ rồi, mấy này nó nói gì nó quay tấp ông vô thì nó gài ông rồi. Trời ơi, nó chết mẹ tôi đâu có biết, nó làm gì nó chết tôi nữa. Tôi nhịp cho con tôi nữa. Rồi thằng nó sớm ngang chậu tôi nữa, Minh, ông làm chuyện kỳ khôi ba, mới quay đây ông nói chuyện kỳ gì. Ông con gái 16 tuổi nó một hai là con vợ mới ông còn vợ trẻ nữa, tôi đâu có, nó chết mẹ tôi mới mở máy coi nè Minh, nó nói gì hả. Tôi nói ai biết đâu, thì mới quay ra thì chắc mới vô mở máy mày coi đó. Chúng nói vậy tính chết trời, nó làm gì rồi mà nó dính mình luôn rồi. Nó thành ra làm như kỳ khói quá à. Đó, thì bây giờ thì anh nói trên đây để cho người ta biết, người ta hiểu rõ. Rồi tôi nói một hai tôi nói chết mẹ kiểu này, nói vậy là phải, nó đâu có nói mình. Nó mượn gái tôi lên nói chuyện rồi tôi cũng nói vậy luôn. Tôi nói là gái này gái lớn, là 16 tuổi. Dạ. Đó. Rồi cuối cùng tôi mới nói là đâu có vụ nói trong cái trong YouTube này, nói là con của tôi đâu. Rồi nói mượn nói vậy thôi, mượn con ông ngồi kế ông vậy thôi. Rồi mình đâu có nói vụ là con gái mình, biết không. Đó, rồi cuối cùng nó con ông bao nhiêu tuổi, tôi nói 16 tuổi. Rồi rốt cuộc nó nói nó gài mình vậy, trong đó nó nói ra chợ ta nói vô vậy mình đâu có biết được. Thành ra mình đâu có hiểu. Cái chừng chiều lại thằng nó sớm này với thằng bên ngang chậu này nó nói tôi, nó mình ông quay chuyện kỳ cục vậy mình, nó quay kỳ nữa. Nó nói vậy đâu mà quay vậy là nói vậy nó gài tôi rồi. Đó, rồi cuối cùng tôi đâu có biết. Thì mấy ngày nay đó. Ở sớm mà biết rồi ha. Ở sớm thì biết. Biết mình đi rồi mấy người này đây nói đây á, thì trong cái trong này á, người ta bình luận ta nói người mà lạ đó ha. Không biết á mà ta cấp đôi mà như ông già mà nhỏ này 16 tuổi nói gì á, thành ra họ là ta nghĩ ra người lạ thì ta không biết thiệt thì ta đoán, mà ta đoán thì không có đúng nữa. Thì ta dòm như cỡ 62 tuổi mà nhỏ gái lớn của ta mà đón ra một hai ban ngày đều con rồi tối ban đêm vợ là đâu phải làm gì ảnh hưởng cho chú với gái chú lắm á. Ở sớm ta mới nói rồi, sớm coi lại nói ra người ta mới ở sớm ta nói trong cái máy cho mình lận luôn. Ta mới nói thẳng ra luôn, ta nói cái này là con của người ta ông ơi, người ta 62 tuổi ta đỡ vợ người ta được bao lớn là con gái lớn, ta mới có 16 tuổi đó mà ông gà người ta vậy. Cái bình luận trong cái sớm này ta mới nói vô trong máy đó, ta nói ra nó là con của người ta thiệt. Chứ đúng ra mấy ông được cứ nghĩ làm gì là không có phải. Không phải là ban ngày ban đêm gì mà con là vợ gì đâu, không có đâu. Thì con thấy mấy ngày nay đó thì trên mạng đó cũng thì đó. Nổi một cái số clip của chú Minh. Thì nổi lên nói đó. Một số clip như thế này thì nói cái... là em gái nè là con của chú á. Là ban ngày là con. Ban ngày con, ban đêm là vợ. Mà nói ra mà ở người xa lạ người ta dòm lại bình luận, người ta nói một người ta nghĩ ra thì đúng ra là ông già nào đâu cỡ đâu hẹn cỡ đó, ta hẹn cỡ lắm là cũng tự giá hai mươi mấy là đúng là mới là vợ nhỏ. Thì cả nhà mình thực tế đây là con gái của chúng mình nha. Gái thì con có nghe gì thì con có buồn không? Dạ không buồn. Nó không có buồn mà thấy tội nghiệp ba nó vậy thôi, chứ nó không nghĩ buồn. Cháu đang buồn kìa, nó muốn khóc luôn rồi kìa. Nó buồn kìa. Tại nó nói gì đó rồi nó nghĩ ba nó lại ngồi chứ làm như vậy tội nghiệp cho nó đó chứ. Sao mà con khóc? Sao? Con sao? Coi cái cảm nghĩ của con thì sao? Con coi clip đó rồi con thấy thế nào? Bây giờ con biết là trên mạng đang vậy sống cái vụ của con ở trên rồi đó. Mà hôm đó con nói gì nè? Hôm đó con có nói gì không? Khi mấy chú lại hỏi á. Là con nói đâu, đâu có nói là nói câu gì nói à. Sao con khóc con nói đi. Ba là thương mẹ gì đó là nhiều. Nó đặt kêu là có con tôi nói câu cho má nó vậy thôi.
Ừ, sao mà con khóc con nói rồi hả? Con nghĩ sao tuổi? Tuổi ơi gì? Chứ trên mạng bây giờ vậy sống hết trơn đó, với mày là vợ ông đó. Ừ, ừ, ông nội nói chứ đúng ra người ta coi lại tôi không nghĩ về chuyện đó. Những người lạ thì người ta nghĩ là không hiểu thôi, chứ 10 người ở xóm 10 người ta nghĩ là biết là con tôi rồi. Trời ơi, chú làm gì ảnh hưởng tới gái chú á, về cái tâm lý lắm á. Ừ, như vậy vậy. Thì cả nhà thấy không? Rồi mấy ông kia ở xóm á, ông nói như vậy đó làm cũng kỳ cho anh ta nữa. Cái chuyện của anh ta lớn cái tuổi cha của anh ta rồi mà đi gà cho anh ta làm chi, mà tuổi này như vậy gà gì đâu phải là vợ của anh ta. Bây giờ nè, chú có những cái lời gì để gửi lên cho cái người mà làm vừa rồi, quay cái clip vừa rồi của chú với con chú không, để đính chính lại, để thôi là thì cộng đồng người ta hiểu lầm vậy lắm á. Đính chính lại á, như là quay cái clip mà như cô bác ở sớm viện nhà kia nọ đấy ha, chứ những người chú bác á nói ra đúng là nhỏ này là con gái lớn của tôi, chứ đúng là không phải là vợ trẻ của tôi là gì trơn á. Đời tôi là sống vợ tôi là một lần là một chung thủy chung tình thôi. Ôi, chứ không phải nghĩ mà gà như con tôi mà ngồi kế bên là con gái tôi mới 16 tuổi à, mà không phải là gà như chị đó. Coi lại cái clip này á thì đúng ra là con của tôi chứ không phải là gà tôi. Giờ nè chú có biết là cái clip đó bây giờ nó đang phát tán trên cả thế giới luôn đó, bây giờ chú có yêu cầu gỡ cái clip đó xuống không? Thì cái chuyện đó là dĩ nhiên thôi, chứ để gỡ xuống là cũng được rồi. Mà chú phải nói mạnh lên, chú phải nói mạnh lên, nếu mà chú yêu cầu gỡ là chú phải nói mạnh lên dứt khoát. Ừ, dứt khoát á, như là gỡ ra là con tôi ra đi, chứ để như làm gì người ta không biết, ta hiểu lầm là nói đây là nói là vợ trẻ tôi là con tôi là mới có 16 tuổi à, thành ra gà như con tôi vậy là thành ra tội nghiệp cho nó thôi, chứ tôi già cả rồi, cái tâm của tôi. Ủa, tôi đâu nghĩ gì, gì được. Bây giờ con yêu cầu gì đó con thấy làm sao hả con gái? Con phải nói vài lời sao vô khóc nó đi con. Con nói cho người ta biết. Ừ. Hả? Sao con khóc? Nghĩ sao khóc nói nghe coi. Nghĩ sao con buồn gì? Nó tuổi nó chịu nói ra nữa. Con nói đi. Giờ con không biết cái sự việc đó mà bây giờ quay đưa con lên như vậy đó, con yêu cầu giờ gửi cái clip đó xuống. Con nói đi. Ừ. Đó cả nhà mình thấy không? Nói đây là một cháu gái trẻ lắm à. Một cháu gái là con của chú Minh. À, cháu gái này chỉ mới 16 tuổi thôi, tôi cũng nhưng mà là đâu cũng biết. Có đó một là trang mạng á, đăng lên, quay rồi đăng tải lên là nói đây là cháu gái này là vợ của chú Minh, ban ngày á, là con, còn ban đêm là vợ, nhưng mà thực chất đây là con gái của chú Minh nha. Mình nghĩ tưởng đâu là nói mượn con mình lên là gà là vợ con mình á, là có con gái lớn này kia nọ thôi, là nghĩ nó nói vậy thôi. An ngờ lên chảnh quán á, ngồi cách gì nè cái ghế, rồi vợ tôi ngồi bên cái võng, rồi nó mượn là tôi nói chuyện. Mấy thôi quá, hay nhờ nó quay nó nói vậy, thành ra con chưa trả lời tiếng nào trơn á, cũng như nó quay là nói chuyện với tôi là cho con nhỏ này là ngồi hình tả thôi. Ai ngờ đâu mình không có biết cái chữ ngờ chỗ đó, mình hiểu làm cái chuyện đó thiệt mình không có biết. Cả nhà mình thấy không, cháu này giờ mình rất là nhiều nói ra rồi mình nó viết lên cái clip này là điều ai cũng nói trơn á, những người chữ không á thì chữ thiệt chữ nhiều lắm á, nó nói chữ lắm rồi ông nè, chứ nó trừ chân người ta không biết tao mới chữ ông vậy á. Còn mà những người ở gần đây tao biết á là tao bình luận lại, tao nói chuyện vô duyên kỳ quá à. Con người ta là con chứ đâu phải mà nghĩ mà làm gì được, thành ra mất con giữ sao con gái hả? Con nói cho mấy chú nghe đi. Giờ con muốn gì? Nói đi con. Con nói đi cho cộng đồng mạng tôi biết. Cái ý mong muốn của con thôi. Con nói gì sao? Hả? Vậy chúng tôi có gì thì đây là cháu là... Con nghĩ gì sao con gái? Con khóc mà nó không nói gì chứ. Đây là một đứa con gái của chú Minh nha. Con gái lớn nha. Nó tuổi quá là nó coi cái clip xong thì nó tuổi quá. Nên cháu đã khóc rất là nhiều nha cả nhà. Bởi vì ba nó không biết là lo thì, cho gia Tùng đình Lê vợ chồng con cá gì rồi con cái tuổi thằng rồi nó xem được cái clip nói ra của Tùng Lê cùng với anh em thì cả nhà sẽ hiểu được cái nội dung mà chú Minh và con của chú Minh nha cả nhà. Thì mấy ngày qua đó thì giờ cả nhà mình xem clip đó là nội dung sai nha cả nhà. Buồn rồi tôi cũng suy nghĩ cha nó mình đâu có nghĩ mà làm con gì được. Nội dung đăng tải lên trên đó thì cháu khóc rất là nhiều nha. Con cứ nói mạnh dạn lên. Con lên nói mạnh dạn đi, lên clip đi à, nói à, bây giờ như vậy là đây là ba tôi chứ không phải là làm như vậy được, thành ra nhờ lên cái clip này á gỡ ra vậy là đây là tôi là con ổng. Con nói đi.
bé nó khờ quá quý vị ơi, bởi vì nó khờ lắm, nó cũng không có ra đời nó chuyện gần với ta nữa. Đúng ra 16 tuổi nè nó ra ngoài đời nó chuyện ta lanh lợi lắm. Video mà đăng tải lên đó là toàn bộ sai sự thật nha cả nhà. Mấy anh em con Hùng lại cho con 500 ngàn nè. Dạ con. Dạ. Lời gì nói trước cộng đồng mạng không? Con nói cho mấy chú nói nghe coi. Nói cho mấy chú ấy đi. Nói đi. Nói đi, tại vì cái trang này thấy con cũng rất là buồn đó, con xem được cái clip rồi thấy con rất là buồn đó. Tội nghiệp cho con với cha con thôi. Mình cũng là nghĩ là thật tình mình nói chuyện vậy thôi, mình đâu có nghĩ nó là nó để nó nói mình câu đó mà mình đâu có lên tiếng nói là vợ mới mình đâu. Vì có mặt có vợ mình luôn mà. Nó nói là mượn con gái ông ngồi kế ông thôi. Ai ngờ nó chơi cái kế đó mình cũng hiểu lầm nữa. Thành ra mình thật tình, mình nghĩ tình thiệt, mình nói thiệt luôn. Nói là con tôi đâu có nói tiếng nào. Thì tụi con quay để chia sẻ hỏi chú thật sự có vợ mới hay là không. Dạ dễ gì trời ơi, đời tôi mà. Bây giờ là mấy biết là con bé này là con của chú mà. Dạ. Mấy người lạ lạ người ta không biết chứ người ta đón lại đó là tao biết ai đâu mà tuổi ông già này trong nghề mình chạy salon đâu mà có vợ trẻ nào mà tới 16 tuổi. Trừ ra ta nghĩ lại là ta đón mấy ông này nghĩ bây lên á. Hiểu lầm là nhỏ này là con của ta thôi. Mà ghép vô vậy nói ra vậy là đúng ra không ai tin luôn. Tôi nói thật luôn không ai tin. Bởi vì tôi mới vừa về là ở xóm ta nói liền. Xóm nói gần gần liền ha. Ừ, nói liền. Nói liền cái ta lên bình luận ta nói luôn. Tôi nói chữ ông quá trời ông Minh ơi. Tôi nói ông khổ mà thấy là ông vậy hoàn cảnh tội nghiệp cho ông nữa. Ai cũng chơi cũng ngặt đời ông ra có ai đâu. Thì đúng rồi tôi lên trời nè. Chú hỏi con gái rồi nó có nói được tiếng nào không? Con nói gì em nói không con? Cháu nó khóc không à. Sao nó khóc không à. Với đời của nó không gần nữa. Nó khóc khóc rất là nhiều cả nhà. Nó khóc dữ dằn cái tuổi thân cho ba nó thôi. Tuổi thì tội nghiệp lắm á. Thôi giờ thì chú cứ nói đi. Chú yêu cầu gửi cái clip đó xuống. Không cái đó nó thiệt chú á, để ảnh hưởng tại vì bây giờ là cả thế giới là ta dòm cái clip bây giờ ta nói chú bậy bạ đó. Thì tôi nói thẳng đó, đây là con gái lớn tôi thiệt. Mà cái chuyện nó nói ra thì tôi có hiểu lầm một cái là tôi không biết vụ là mà tụi này trong cái clip nó nói vậy. Thành ra tôi cũng xin yêu cầu á những người như vậy đó cho biết tôi là coi đây là cha của nó. Đây là con gái tôi là 16 tuổi. Đúng là con gái thật luôn. Chứ đúng ra gây quay má đó ha. Là một mặt luôn đó. Chứ tôi từ nào giờ mà đời mà 62 tuổi đâu mà có ai đâu mà con gái nào mà vợ trẻ mà 16 tuổi nữa. Hiếm nào mà có. Thì tôi xin yêu cầu á thì gỡ cái clip này xuống đi. Đặng cho con tôi nó vui vẻ lại. Để tôi nó tình nó buồn. Tội nghiệp cho nó. Nó thương cho con nó là ba nó thôi. Là hoàn cảnh như vậy đó. Tôi cũng xin yêu cầu vậy thôi. Đó. Cái clip này mà chú mà không tính chính ra là nó đúng là chú vi phạm nữa đó. Ừ, vi phạm người ta nghe được ta mời nữa đó. Ừ, cháu là khóc rất là nhiều cái nó nói tội nghiệp con. Tôi cũng thương gái tôi bởi vì tội nghiệp nó đi. Nó không có biết hoàn cảnh gì thành ra nó nói. Nó không có nói nữa. Ừ, thương nó lắm rồi. Nó tội nghiệp ba lắm. Thấy ba mà cực khổ. Chỉ mới tôi đi cả dầu ngang qua kia nè. Đẩy gần chết luôn. Dưới cả dầu nữa. Bé này nó khờ mà. Nó khờ đó, đâu có nói gì đâu. Dạ, bình thường công việc của chú Minh mình làm gì? Chạy xe chở mối nè, mà khi có khi không. Chạy xe lôi ha. Dạ. Mà xe đạp hay xe máy? Xe lôi đạp á, xe đâu gắn xe lôi máy đâu. Mà tuổi này mà còn sức còn chạy được vậy là cũng may lắm là được. Vậy là cũng thọ là nuôi vợ con lắm đó. Chứ phải mỗi ngày mỗi có đi, khi 10 bữa, 7 bữa khi không có. Rồi hôm nay thì chú Minh cũng lên đến chính cái vấn đề là cái câu chuyện mà sáng làm con mà tối làm vợ thì không có. Cái chuyện nó không có thì thiệt. Cái bé 16 tuổi là con gái ruột của chú. Gái ruột, đó. Gái lớn á. Để cho khán giả tao biết. Làm như tội nghiệp cho con gái tôi. Thành ra tôi cũng hiểu cái nó cách khóc đó. Hoài luôn kìa. Nó khóc hoài. Nó tội nghiệp nó thương ba. Cả nhà mình là xem clip của mấy anh em quay. Cả nhà mình chia sẻ để cho cháu nó vui vẻ trở lại, vui vẻ trở lại cho cả nhà, vui vẻ trở lại tội nghiệp đó. Vì là có một vài clip mà mấy ngày nay đó đăng tải lên thì nói là con gái của chú Minh đó, thì bằng ngày á là làm con, bằng đêm thì làm vợ, thì cái clip đó thì cũng là tội nghiệp cho cháu nha cả nhà, và trời tội nghiệp cho chú Minh nha. Thì mấy ngày nay dư luận trái chiều trên trang mạng đó thì rất là nhiều nha. Thì đến nay Toàn Lê cùng với tất cả anh em
đến để quay để hỏi trực tiếp cho rõ câu chuyện nha cả nhà. Thì câu chuyện đó là chú Minh đó là một người cha, thì đây là một cháu gái, là một người con thật sự, cho con gái lớn của chú Minh nha cả nhà, chứ không phải là lớn thật sự luôn, chứ đời nào mà có gì. Rồi kêu bá vô coi. Bá rồi vô em.